Sáng 25 tháng 6, tại khu vực sông Cầm, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, diễn ra hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh lần thứ 45 và giải bơi vượt sông truyền thống thị xã Đông Triều lần thứ 29. Mặc dù thời tiết xấu, mưa khá lớn nhưng giải bơi vẫn được tổ chức. Hội bơi có sự tham gia của hơn 100 động viên của 3 địa phương gồm thành phố Hạ Long, thị xã Đông Triều và thị xã Quảng Yên. Trong đó thì có 80 vận động viên tham gia giải bơi truyền thống thị xã Đông Triều. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung cá nhân nam nữ chính, nam trẻ nữ trẻ, đồng đội nam chính, đồng đội nữ chính, đồng đội nam nữ trẻ và giải toàn đoàn chính, toàn đoàn trẻ với các cự ly từ 1 đến 3 km. Khoảng hơn 9 giờ, sự cố đã xảy ra khi em Trần Đình Khờ, sinh năm 2005, trú tại khu Yên Hợp, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, không may bị nước cuốn trôi và mất tích. Khờ hiện đang học tại trường Trung học Phổ thông Trần Nhân Tông. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong điều kiện thời tiết xấu, mưa nhiều và nước sông chảy xiết.